Chuyển đổi xanh đang len lỏi đến mọi ngành nghề, lĩnh vực trên thế giới. Tại Bồ Đào Nha, các công ty da giày đang chuyển hướng sang sản xuất những sản phẩm tái chế, nghiên cứu các vật liệu mới với mục tiêu là cắt giảm một nửa lượng phát thải của ngành sản xuất da giày vào năm 2030. Bonflex là tập đoàn chuyên sản xuất đế giày nổi tiếng tại Bồ Đào Nha, với mức phát thải chiếm đến 1,4% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Giờ đây, Bonflex đang nỗ lực đổi mới để trở thành một đế chế hướng tới các sản phẩm giày xanh với việc tái sử dụng chất thải cao su từ sản xuất đế giày. Điều này cũng giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 1 triệu euro, tương đương 1,05 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trước đây, chúng tôi vứt bỏ, chuồn lấp, gửi đến bãi rác khoảng 300 tấn chất thải. Đây là một vấn đề môi trường rất nghiêm trọng, vì đó là 300 tấn nguyên liệu thô không được sử dụng. Nhưng may mắn thay, hiện nay, vì quyền lợi của mọi người, nó đã được tái sử dụng. Trong khi đó, MB Shirt lại tập trung vào sản xuất giày thể thao làm bằng da xương rồng. Mục tiêu của chúng tôi, cố gắng đặt ra là đến năm 2025, có ít nhất khoảng một nửa, 40-50% bộ sưu tập của chúng tôi được làm bằng vật liệu tái chế hoặc bằng một số vật liệu tái chế. Bồ Đào Nha là nhà sản xuất giày dép lớn thứ 3 châu Âu sau Italia và Tây Ban Nha. Đẩy mạnh sản xuất xanh, bền vững là xu hướng tất yếu, nhưng các nhà sản xuất cũng phải giải bài toán khó, khi giày làm bằng vật liệu bền vững sẽ đắt hơn và công nghệ mới cũng đòi hỏi nhiều chi phí hơn.